Xin được chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay ngày 24 tháng 3 trên kênh thông tin InvestTV. Thưa quý vị, tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 1573 đô la Mỹ trên một ounce và đã tăng mạnh 100 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng thế giới ngày hôm nay tăng vọt trở lại ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ tuyên bố mở rộng kế hoạch kích thích nền kinh tế một cách mạnh mẽ. Còn tại thị trường trong nước thì tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay giá vàng trong nước cũng đang được điều chỉnh tăng. Cụ thể tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam thì giá vàng SJC sáng nay đã đồng loạt tăng 600.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 750.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, và cụ thể thì đang được niêm yết như sau. Giá vàng SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 46,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 46,44 triệu đồng trên một lượng và bán ra 47,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 46,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 47,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 46,43 triệu đồng trên một lượng và bán ra 47,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 46,42 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,28 triệu đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 46,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,25 triệu đồng trên một lượng. SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi cũng tương tự. SJC Đà Lạt mua vào 46,47 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,3 triệu đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 46,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,27 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng SJC nhẫn 4 số 9 và vàng nữ trang các loại cũng đang được điều chỉnh tăng, cụ thể như sau. Giá vàng SJC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng có giá mua vào là 46,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,25 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có giá mua vào là 44,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.150.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 1.350.000 đồng là 45,95 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào 44,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.150.000 đồng, còn chiều bán ra là 45,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.350.000 đồng. Vàng nữ trang 24K mua vào 43,897 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.337.000 đồng, còn chiều bán ra là 45,297 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.337.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào 32,666 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.013.000 đồng, còn chiều bán ra là 34,466 triệu đồng trên một lượng, tăng 1.013.000 đồng. Vàng nữ trang 14K chiều mua vào 25,025 triệu đồng trên một lượng, tăng 787.000 đồng, còn chiều bán ra là 26,825 triệu đồng trên một lượng, tăng 787.000 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 17,430 triệu đồng trên 43 triệu đồng trên một lượng, tăng 563.000 đồng, còn chiều bán ra là 19,23 triệu đồng trên một lượng, tăng 563.000 đồng. Còn tại một số tổ chức lớn thì giá vàng tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng đang được điều chỉnh tăng, duy chỉ có tại Bảo Tín Minh Châu là chưa có những chuyển biến. Cụ thể tại Doji thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào là 46,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 650.000 đồng, còn chiều bán ra là 47,15 triệu đồng trên một lượng, tăng 805.000 đồng. Tại Doji Hà Nội mua vào 46,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 640.000 đồng, còn chiều bán ra là 47,1 triệu đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội thì chiều mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, còn chiều bán ra là 47,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 600.000 đồng. Tại Phú Quý SJC có chiều mua vào là 46,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 600.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 850.000 đồng là 47,2 triệu đồng trên một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu thì vẫn giữ nguyên mức giao dịch là 45,85 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra là 46,25 triệu đồng trên một lượng. Tại Mi Hồng chiều mua vào tăng 400.000 đồng và chiều bán ra tăng 600.000 đồng. Cụ thể mua vào 46,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 47,5 triệu đồng trên một lượng. Còn tại một số ngân hàng lớn thì chỉ có tại Sacombank vẫn chưa có những chuyển biến, còn các ngân hàng khác đều có chiều hướng tăng. Cụ thể tại Eximbank mua vào 46,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 850.000 đồng, giao dịch ở mức 47,2 triệu đồng trên một lượng. Tại ACB mua vào 46,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 750.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 850.000 đồng,
đang được giao dịch ở mức 47,2 triệu đồng trên một lượng. Tại Sacombank vẫn giữ nguyên mức giao dịch ngày hôm qua, đó là mua vào 45,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 46,6 triệu đồng trên một lượng. Tại SCB mua vào 46,3 triệu đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 805.000 đồng, đang được giao dịch ở mức 47,3 triệu đồng trên một lượng. Vâng, những thông tin giá vàng tăng trưởng vừa rồi, có lẽ những ai đã đầu tư vàng trong thời điểm vừa rồi sẽ có một niềm vui nho nhỏ trong mùa dịch Covid. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho quý vị có một góc nhìn sáng suốt nhất để đưa ra quyết định đầu tư của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu quý vị có những thắc mắc, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn đang hiển thị bên dưới màn hình. Và quý vị cũng có thể đăng ký theo dõi kênh Invest TV để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính, kinh tế, bất động sản cũng như giá vàng hàng ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.